Ok, chào anh em cùng nhau quay trở lại với GVN Channel. Mình thấy nhiều bạn kêu mình đánh giá con này quá. Hôm trước mình làm cái clip về HP Pavilion 15 á, nhiều anh em kêu là anh ơi so con này với con G531 đi. Thì mình cũng không hiểu ta G531 thì có gì hay. Sau đó thì mình mới tìm hiểu và sử dụng con này được khoảng vài ngày. Thì đúng là trong cái tầm giá của nó con này quá best. Đây có thể nói là một trong số ít những con laptop tầm giá khoảng 20 triệu, 22 triệu mà các bạn có được một cái option màn hình cao cấp khoảng 120Hz nè. Rồi các bạn có cái thiết kế đẹp nè, build chắc chắn v.v. Thì hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết cho anh em về sản phẩm này. Xin mời. G531 là một mẫu laptop gaming đặc biệt với kiểu thiết kế không khác gì so với những cái dòng sản phẩm Sky Hero tiền nhiệm. Vẫn là hoa văn OG đặc lệch nè, cùng đường cắt xẻ trông có vẻ lệch pha nhưng lại vô cùng tinh tế. Máy thì có màn hình kích thước là 15.6 inch, khung máy to và được làm từ nhựa, kèm theo phần chiếu nghĩa tay đủ rộng và thoải mái để mình sử dụng cho anh em. Máy thì sẽ tương đối là dày, tuy nhiên thì có khá nhiều vị trí thất nhiệt cho các bạn. Cạnh bên phải đặc biệt là không hề có bất kỳ cổng kết nối nào. Phần cổng cắm sẽ được đẩy hết về phía bên trên và mặt bên trái, như thế sẽ dễ dàng cho các bạn sử dụng với các thiết bị ngoại vi hơn. Và đặc sắc hơn là ROG G531 có một cái giải LED chạy xung quanh khung viền cực kỳ bắt mắt. Đó là tất cả về ngoại hình của G531 mà anh em cần biết. Về phần cảm giác bấm phím thì phím ở trên G531 mình đánh giá là tương đối ổn, nó không phải là quá tệ nhưng cũng không đến mức là quá tốt, tại vì bản thân cái laptop gaming thì nó phải như thế thôi. Cái mà mình thích nhất là cái phần mà khung phím nó sẽ tương đối to, do là cái phần khung của máy thì nó sẽ khá là to bản. Kể từ đó nữa thì các bạn có được một số những cái phím function ở phía trên, chẳng hạn là tăng giảm volume hoặc là các bạn bật nhanh những cái chế độ quạt ở trong cái máy này, thì đó là một trong những cái khá là ổn. Và về cảm giác gõ thì với cái hành trình phím 2mm mình thấy là cũng tương đối là ổn. Nếu như các bạn cần mà chơi những cái game như kiểu thao tác nhanh thì G531 vẫn đáp ứng được cho các bạn về phần bàn phím. Về phần màn hình thì G531 có một cái option màn hình gọi là quá tuyệt vời ở trong tầm giá cho các bạn. Với khoảng 22 triệu tức là option thấp nhất của cái dòng sản phẩm này, các bạn vẫn có được cái tần số quét là 120Hz. Tần số quét 120Hz là một cái gì đó đang rất cần thiết ở thời điểm hiện tại. Nói chung là nó chưa đạt tới mức 144 nhưng 120 là cũng vừa đủ để các bạn có thể chơi game thoải mái. Những cái thao tác sử dụng như là kiểu như là ly di chuột nè, hay là các bạn xem những cái nội dung ở trên màn hình này nó đều rất là nhanh. Tốc độ phản hồi là đủ tốt để các bạn có thể chơi một số những cái game như là kiểu Liên Minh Huyền Thoại hay thậm chí là những cái game mà cần phản ứng nhanh như là CS:GO thì mình thấy hoàn toàn thoải mái màn hình này. Nhưng mà thật ra có một cái đó chính là về cái tấm nền hiển thị á, thì mình không đánh giá cao lắm. Mình thấy là nó màu sắc thì hơi nhợt nhạt nha, tức là đối với cái độ tương phản thì nó cũng chưa đủ sâu. Thật ra thì điều này mình thấy là cũng khá dễ hiểu, cái tầm giá khoảng 22 triệu có tần số quét cao, tấm nền IPS mà còn là màu sắc đẹp nữa thì đúng là nó hơi khó. Các bạn sẽ phải chọn lựa một vài option cao cấp hơn để được một cái tấm nền hiển thị tốt hơn, mình nghĩ là như thế. Còn về khả năng hiển thị màu thì mình cũng có đo qua thử thì có cho là con số là 60% sRGB và delta E thì cũng tương đối là to, tới khoảng là 5.16 lần. Và độ sáng trung bình của cái con này ở trên một cái tấm nền này luôn á thì nó sẽ rơi vào khoảng là 271 CD trên mét vuông, tức là độ sáng thì ok. Nhưng mà màu sắc hiển thị thì chưa gọi là tốt lắm. Nên là nếu như các bạn thực sự là chỉ cần một cái chiếc màn hình đủ để các bạn chơi game thì cái con này hoàn toàn đáp ứng được. Thật ra là tấm nền trên cái em này thì mình thấy là nó khá là tương đồng với lại dòng TUF FX505DT trước đây mình có đã từng sử dụng rồi. Màu sắc hiển thị hầu như là cả hai như nhau, nên mình đoán là đối với cái màn hình kia nó cũng sử dụng chung cái tấm nền panel với cái con này. Nên là nếu như các bạn vẫn chỉ cần một cái máy như mình đã nói chỉ sử dụng để chơi game thì hãy lựa chọn Striker. Về thời lượng pin thì Striker có một cái thời lượng pin không mấy ấn tượng nha. Mình xin khẳng định cái đó tại vì nó có quá nhiều thứ để khiến cho cái chiếc laptop này nó bị yếu đi cái thời lượng pin của nó. Tại vì chẳng hạn như là các bạn sẽ chỉ có được là một cái viên pin dung lượng nhỏ nè. Các bạn lại có phần LED cho bàn phím, rồi LED cả khung viền, rồi cả màn hình có tần số quét cao. Nên là thành ra nếu như các bạn sử dụng thực tế mà sử dụng với những cái tác vụ cơ bản thôi, chẳng hạn là lướt web, thì mình thấy là với cái độ sáng khoảng 50% các bạn chỉ có thể sử dụng được đâu đó là tầm khoảng hơn 2 tiếng một chút xíu là Striker đã hoàn toàn hết pin rồi. Nên là nếu như muốn sử dụng thoải mái thì các bạn vẫn nên có một cái cục sạc mang theo. Và cuối cùng là mình sẽ nói về phần hiệu năng. Các bạn biết tại sao bây giờ mình để cuối cùng mới nói về phần hiệu năng không? Đó chính là do mình muốn là sẽ chơi game thực tế cho anh em xem luôn. Và bây giờ về hiệu năng và nhiệt thì mình nói trước một chút xíu về cái spec. Thì cái sản phẩm này của mình đang review á là cái option thấp nhất, tức là cái phiên bản 22 triệu thì các bạn có được là CPU i5-9300H và các bạn có là card đồ họa GTX 1050. Một cái cấu hình nó không quá mạnh nhưng mà liệu khả năng chiến game của em này như thế nào cũng như là mức nhiệt của nó, thì bây giờ mời các bạn xem một đoạn video ngắn sau đây.
Vậy là mình đã vừa mới chia sẻ qua cho các bạn về Striker G531, một trong những cái chiếc laptop trong tầm giá khoảng 20 triệu, 22 triệu mà mình nghĩ nó đáng mua nhất dành cho các bạn mà muốn chơi game tốt. Tại vì hiệu năng cũng ok, tản nhiệt thì quá ổn, các bạn có rất là nhiều những khe tản nhiệt mà. Các bạn có một cái thiết kế đẹp, một cái hệ thống LED RGB rất độc đáo. Kể từ đó nữa là màn hình 120Hz quá phê trong tầm giá. Vậy thì các bạn có lựa chọn chiếc laptop này hay là không, hay là anh em muốn là mình sẽ so sánh cái em này so với những cái sản phẩm nào khác. Các bạn đừng quên để lại một cái comment cho mình biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.